Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh Ngọc Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay các bạn thì trời nó cũng nắng, nắng gắt luôn rồi các bạn. Thì mình ngày nay mình cũng đi xem và cũng mua được tổng thể là ba con bò, một con bò lớn hết các bạn, một con cọp cũng lớn rồi, cỡ 13 tháng rồi các bạn, rồi một con đực Faisin cũng nem cũng trên 10 tháng. Rồi một con siêu pha siêu các bạn, dùng tra đôn lai nhảy ra các bạn đó. Thì tổng thể ngày nay mình bắt được ba con bò đó. Thì bò này về nuôi bò béo thì y bài đó, bò này chân cẳng ngồi mình dài đầu to. Nhưng mà trước khi vào nội dung ấy thì mà ngày nay thì mình làm tới hai nội dung các bạn trong một video luôn. Thì trước khi vào nội dung thứ nhất ấy, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình đó, rồi để có động lực làm những video tiếp theo đó. Thì tình hình này như thế này, thì nhà mình ấy, thì có thì dư các bạn, dư quá nhiều, bò thì ít đó nên bò ăn không hết, có thì cũng đỡ, nó già cũng không làm gì đó. Bây giờ mình quay cái vườn cỏ, video đầu tiên của mình là có quay vườn cỏ nhà mình rồi đó. Nhưng mà giờ thì do mình có phân heo các bạn, cỏ nó tốt quá, bây giờ bò anh có còn cả 6 con bò ăn không hết đó. Bây giờ mình cần bán cái số lượng cỏ này, mà vừa bán vừa cho nha các bạn, chứ không phải là bán thắng tay như người ta đó. Do tại vì cỏ nhiều quá, thì mùa nắng này ấy, thì nhiều cái vùng cũng có nhiều vùng cũng gần nhà mình này thôi, thì người ta cũng to xin đó, thì mình cũng cho, nhưng mà cho với số lượng thôi các bạn, chứ không có được cho nhiều đó. Vì giờ mình cũng muốn bán chút ít, bán vừa cho nha các bạn, chứ không phải là bán thiệt tình đó. Ví dụ bán một nửa còn cho một nửa đó, do là có nhiều rồi các bạn, nó già rồi mà bò mình ăn không hết đó. Một cây cỏ này thì cỡ 3 mét có, 2 mét có, còn cái chỗ mình mới cắt ấy thì nó cũng lên cũng được có gần cả mét nữa rồi. Bò thì nhiều ăn không không hết, mà giờ phá cỏ bỏ thì uống đó. Như ai có nhu cầu mà thiếu cỏ đó thì cứ liên hệ tiếp số điện thoại của mình đó, là mình thương lượng cái giá cả. Thì mình cũng bán, mình cũng dạng vừa bán vừa cho thôi các bạn, cho mình cũng không có bán nói cho, tại vì nhiều quá thì mình cũng giờ cũng muốn lấy lại cái tiền điện điện mình bơm nước đó các bạn, cũng không không có bán gì, cũng gọi là mua bán gì cái thứ cỏ này đó. Mình này chủ yếu mua bán bò thôi, nhưng còn cỏ này thì của ba mình, nhưng mà ba mình nói thì nhiều quá rồi, ăn bò không hết, thì giờ chặt bỏ thì nó uống, mà người có nhiều người thì nó cần đó. Bây giờ cho không ấy thì tiền điện rồi thì cũng cũng ép mình quá đấy, nên giờ mình muốn dạng như là mình muốn vừa cho mà vừa bán, rồi lấy lại cái tiền điện tưới cỏ này thôi các bạn. Đó, bây giờ là hiện tại là bây giờ mình trước mắt là mình bán cỡ một xào cỏ là vừa cây vừa ngọn. Ở đây là cỏ mình là cỏ vôi xanh Đài Loan nha các bạn, chứ không phải cỏ với ai không xéo đó. Tại vì số lượng nó nhiều quá nên cần bán đó. Bán cho ai cần về cho bò ăn chứ cũng không không có đó. Thì ai muốn mua về cho bò ấy thì liên hệ với mình đó, rồi thương lượng với nhau, là vừa cho vừa bán vừa cho các bạn, là tại vì nhiều quá đó. Rồi bây giờ mình đó là nội dung thứ nhất. Bây giờ tiếp tới là mình quay chi tiết những con bò mà, tại chuồng luôn cho các bạn xem đó, rồi tham khảo giá cả. Thì ai có muốn mua nuôi về nuôi bò béo ấy, thì liên hệ với mình đó, mình báo giá chi tiết từng con rồi. Vì nói chung thì chút nữa mình quay chi tiết từng con bò cho các bạn xem đó. Rồi và giờ bắt đầu vào nội dung chính nha các bạn. Rồi các bạn, thì tình hình này đây, ba con này đây đó. Con đầu tiên là con anh Quất, Quất này phối nha các bạn đó, nó mới xuống xe nó bị cà tấn nha các bạn nghĩ là vậy đây các bạn. Con bò này cũng cũng lỡ lỡ bò rồi các bạn. Thì con này mình báo giá công khai là 26 triệu 500 nha các bạn. Đó, con anh Quốc đó như thế đó. Mẹ nó đó. Nghé này thì khoảng cỡ 13 tháng nha các bạn. Bò chứ không phải là con nghé nè các bạn, nó cũng lỡ lỡ rồi các bạn. Nghé không nghé mà bò không bò các bạn, nó lỡ bò rồi. Đó.
Con này thì phối nha các bạn, không phải bo nhảy đâu nha. Đó, một màu đỏ, không có tì tích gì hết. Đó, bò này thì siêu mà một sấy hết nha các bạn. Sấy luôn nghiêm chỉnh, không có pha cái thứ gì hết. Đó. Con này thì đẹp. Đó, để mình quay đuôi mông cho các bạn xem. Đó, mông ở đó. Đó. Lì lắm các bạn. Mới xuống xe luôn rồi các bạn. Đó, mặt như thế đó. Rồi, con thứ hai con này con cọp nha các bạn. Con cọp này thì nó dây bò hơn. Đó. Con này thì chân trụ nó còn to hơn, mình cũng dài. Đó, nó qua chân cho các bạn xem. Đó, chân như thế đó. Con này mình báo giá công khai là 29 triệu nha các bạn. Đó, đùi mông nữa đó. Đó. Bò này rất là khéo. Chặt bò thì con cọp này thì nó, nếu mà nói về cao thì con Angus này cao hơn, mà dài thì con cọp này dài hơn nha các bạn. Đó, mà con này thịt nhiều hơn cái con Angus kìa. Nên giá nó cao hơn cái con Angus đó. Con này cũng bò phối luôn nha các bạn. Không phải bò nhảy. Đó, rồi con này mẹt rất đẹp. Đứng nắng nãy giờ rồi các bạn, xin bột mép đó. Rồi tiếp theo con Fascin này các bạn. Con Fascin này mình báo giá công khai là 21 triệu 500 nha các bạn. Đó. Con này thì cao dài, chân trụ này cũng được chứ không to lắm. Đó. Một màu đỏ, cháy tích cũng nghiêm, chứ không có gì hết. Để mình quay đùi mông cho các bạn xem. Đó, đùi nữa đó, tà thẳng không có cấp. Là có ông chú đó tên xem bò đấy các bạn, xem được mua về nuôi bò béo đó. Mà đang thương lượng giá cả. Con này thì có khoảng 11 tháng các bạn. Đó. Một màu đỏ, không có lan o đỏ lử gì hết các bạn. Đó. Thì ngày nay mình về tổng thể là ba con này. Đó. Ba con này thì nếu mà ai mua nuôi bò béo thì mua một lần ba con thì mình bớt cho 500 ngàn nha các bạn. Thành 7, tổng thể ba con là 76 triệu 500 nha các bạn. Đó, đó là ai mua ba con nha. Chứ còn mua một con thì mình vẫn tính theo cái giá của mình đưa ra. Đó, là tại vì một con mình chỉ lời 500 ngàn thôi. Trừ xe cộ nữa thì mình về là kiếm một con 500. Đó. Rồi, tổng thể ba con như thế. Một con cọp, một con Angus và một con Fascin. Đó. Bò này thì nói chung thì sạch bò nha các bạn. Bò dày bò chứ không có lép lép bò. Đó. Ai muốn mua nuôi về bò béo thì gọi trực tiếp số điện thoại hiển thị trên màn hình của mình đó. Rồi tới nhà mình xem bò cho nó thực tế không bò. Đó. Đồ xem về độ lớn nhỏ, màu sắc hay là về sấy tích hay là chân cẳng đồ đó. Các bạn cứ tới nhà mình xem. Đó, cho nó rõ ràng. Rồi mình thương lượng với nhau. Còn ai tin tưởng mình thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại của mình đó. Rồi. Mẹ cái này. Quấy rẹt luôn nha các bạn, không phải bò nhảy luôn. Bò này thuộc về bò lỡ rồi nha các bạn, không phải là bò nghé nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn, thì tình hình này video mình nó cũng dài rồi. Chương trình thì mình cũng muốn bán ba con này. Đó, một con cọp, một con Angus và một con Lasim. Ai có muốn mua về nuôi bò béo thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hiển thị trên màn hình của mình ạ. Rồi, thôi video cũng dài rồi, thôi hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye các bạn.